Không sao, không sao, chúng ta đã có kỹ năng để thắng bại tại kỹ năng nhá. Rồi, ok chưa? Rồi và bây giờ ban tổ chức đang có rất nhiều tiền. Nhưng thì trao giải nhất và giải nhì, còn lại thì đẩy tiếp lên là ngày mai chúng ta sẽ chơi tiếp. Đấy. Giải nhất. À, giải nhất, giải nhì, giải ba, được chưa? Trao 3 giải nhá. Nhất 200.000 đồng. Nhì 100.000 đồng. Giải ba 50.000 đồng. Tùng Lâm sướng nhá. Ok chưa? Tùng Lâm giải nhất sướng nhá. Giải nhất ai ai muốn giải nhất giơ tay cả. Ok. Game show được mang tên là mặc quần. Ai mà mặc quần nhanh nhất thì được thưởng, được chưa? Chuẩn bị. Chuẩn bị nhá, chuẩn bị thôi chưa bắt đầu. Vội vàng thế. À, rồi.